sân nhà họ Liễu. Ngũ Khâu nhìn chằm chằm thiếu nãi nãi đang giặt quần áo, hai mắt dán chặt vào chỗ vạt áo bị hở ra ở cổ cô ấy. Nhận thấy ánh mắt Ngũ Khâu có sự khác thường, lúc này thiếu nãi nãi mới nhận ra, vội vàng cài lại cúc áo, mặt đầy vẻ ngại ngùng. Thiếu nãi nãi sống ở sâu trong đại viện Liễu gia, từ lúc cô chưa gả đến Liễu gia thì trượng phu đã bị chết trong phòng chứa củi. Lão thái thái Liễu gia vì muốn vãn hôn, cưỡng ép tổ chức một cuộc âm hôn. Từ đó, cả đời cô phải làm bạn với một khối gỗ. Nhưng trong lòng cô luôn muốn có một người đàn ông thật sự, người từng có giao tình sống chết với cô, Ngũ Khôi, trở thành hy vọng duy nhất của cô. Tối đó, thiếu nãi nãi ôm chặt lấy Ngũ Khôi, kể ra hết những nỗi buồn của mình. Sáng hôm sau, thiếu nãi nãi mặt mày rạng rỡ, còn Ngũ Khôi lại tinh thần ủ rột ngồi trong phòng, vì sợ bị lão thái thái Liễu gia phát hiện. Nhớ khi đó, thiếu nãi nãi từ thôn bên gà đến Liễu gia. Liễu gia trăng đèn kết hoa chỉ đợi cô gà qua, không may độ rước dâu đi được nửa đường thì gặp phải thổ phỉ của Bạch Phong trại. Người hầu dẫn đầu biết quy tắc, vội vàng dâng lên chiếc nhẫn vàng cầu được cho qua. Ai ngờ thổ phỉ lại ham mê sắc đẹp của thiếu nãi nãi, muốn cướp cô về Hắc Phong trại. Đối mặt với sự tấn công của thổ phỉ, độ rước dâu mỗi người một ngà bỏ chạy tán loạn. Chỉ có Ngũ Khâu là cõng thiếu nãi nãi chạy về hướng Liễu gia, nhưng do thổ phỉ đông người, hai người vẫn bị chặn lại. Ngũ Khâu sợ thổ phỉ sẽ làm hại thiếu nãi nãi, vội đứng chắn trước mặt cô. Thiếu nãi nãi thấy thổ phỉ lấy đao kề lên cổ Ngũ Khôi, sợ sẽ xảy ra án mạng, cô liền đồng ý về trại với bọn họ. Cùng lúc đó, thiếu gia nhà họ Liễu nghe được tin tân nương bị bắt, vô cùng tức giận, lấy súng ra đòi liều mạng với bọn thổ phỉ. Thế nhưng lúc cậu vào phòng chứa củi lấy đạn, không cẩn thận bị ngã xuống từ trên ghế, thuốc nổ không chịu được va chạm liền phát nổ, thiếu gia vì thế mà chết ngay trong phòng chứa củi nhà mình. Chứng kiến cảnh con trai chết thảm, Liễu lão thái thái không chịu được kích động, ngất luôn tại chỗ. Bà đã mất chồng, nay lại mất con, đến con dâu chưa qua cửa cũng đã bị thổ phỉ bắt, không lẽ ông trời muốn triệt đường sống của Liễu gia sao? Cùng lúc, Ngũ Khôi một mình đến Bạch Phong trại đòi người. Thủ lĩnh Bạch Phong trại khâm phục sự dũng cảm của hắn. Sau khi chiêu đãi một bữa no nê, bèn cho người mang ra hai bát rượu, lấy một bát trong đó cho cháu uống. Con cháu uống xong bát rượu, còn chưa đi vài bước liền chết luôn tại chỗ. Hiển nhiên trong rượu đã bỏ kịch độc. Thủ lĩnh hung ác nhìn chằm chằm Ngũ Khôi, muốn đưa người đi có thể, nhưng ngươi phải uống hết bát rượu này. Chứng kiến thảm trạng của con chó, Ngũ Khôi biết mình đã lành ít dữ nhiều, nhưng lúc hắn đến đã nghĩ kỹ rồi. Thiếu nãi nãi vì mình nên mới theo thổ phỉ về trại, mình vì cô ấy mà mất mạng thì cũng có sao đâu. Lập tức không do dự, bê bát lên uống hết rượu trong bát. Lúc lâu sau, không hề cảm thấy thân thể có gì khác thường. Lúc đó, thủ lĩnh mới nói ra chân tướng. Hóa ra, ông ta đang dò xét xem Ngũ Khôi có phải là thật lòng. Thật ra bát rượu này không hề có độc. Thủ lĩnh yêu thích tích cách trọng tình trọng nghĩa, không sợ sống chết của Ngũ Khôi, đồng ý để hắn mang thiếu nãi nãi đi, đồng thời nói với Ngũ Khôi hắn có thể tùy thời đến Bạch Phong trại. Lúc ra đi, Ngũ Khôi và thiếu nãi nãi đã quỳ lại thủ lĩnh, rồi đi theo đường lớn về đến Liễu gia. Thấy tân nương được an toàn đưa về nhà, Liễu lão thái thái lại không hề vui nổi. Cho dù thế nào thì người phụ nữ này đều là đi ra từ trại của thổ phỉ, không chừng đã bị bọn thổ phỉ phá thân rồi. Thế là tối ngày đầu tiên vào cửa, Liễu lão thái thái bèn cho nghiệm thân thể cho cô ấy. Sau khi chắc chắn thiếu nãi nãi vẫn còn thân trong sạch, hòn đá đè nặng trong lòng bà ta mới được hạ xuống. Kiểm tra thân thể thiếu nãi nãi xong, Liễu lão thái thái để cô ấy ngồi ngược trên con lừa, đi xung quanh một chiếc đèn trường minh. Ngày hôm sau, Liễu gia đại viện lần nữa răng đèn kết hoa, hôn lễ được tổ chức lại lần nữa. Ngũ Khâu ôm một khối gỗ hình người, cùng thiếu nãi nãi quỳ lại Liễu lão thái thái. Bái lại xong, đèn màu đỏ bị thay thành đèn trắng, cùng với vô số giấy tiền được rải khắp nơi. Đây là một cuộc âm hôn, để thiếu nãi nãi ngồi trên lửa đi vòng vòng, là để triệu hồn của Liễu thiếu gia về. Từ nay, thiếu nãi nãi phải coi khối gỗ đó như là thiếu gia mà toàn tâm toàn ý hầu hạ. Từ đó trở đi, thiếu nãi nãi mỗi ngày phải chăm sóc người gỗ, ban ngày đưa nó ra ngoài tắm nắng, ban đêm phải đưa nó lên giường cùng ngủ. Trong ngôi nhà rộng lớn của Liễu gia, thiếu nãi nãi như một cái xác biết đi, không một chút tự do và nhân quyền. Điều duy nhất giúp thiếu nãi nãi giải sầu cũng chỉ có người cùng chung hoạn nạn, Ngũ Khôi. Thấy hắn thiếu quần áo mặc, thiếu nãi nãi bèn tự chủ trương lấy quần áo của thiếu gia tặng cho hắn. Nhận được quần áo mới, Ngũ Khôi vui như một đứa trẻ, không ngừng nhảy nhót bên tường, mà không hề biết một màn này đã bị lão thái thái nhìn thấy. Thiếu nãi nãi là người Liễu gia, lão thái thái sợ phạt cô ấy sẽ làm mất mặt Liễu gia, chỉ có thể trút giận lên người Ngũ Khôi. Chiếc quần đó có giá trị bằng 3-4 tháng tiền công của Ngũ Khôi. Nếu Ngũ Khôi đã mặc rồi, chỉ có thể dùng tiền để đổi thôi. Thiếu nãi nãi biết lão thái thái là cố ý nhằm vào mình, trong lúc tức giận, dám ở trước mặt lão thái thái đem người gỗ vứt xuống đất, lão thái thái liền tát cô một cái. Thiếu nãi nãi không chịu được ấm ức như thế, không quản mưa gió bên ngoài, chạy ra khỏi nhà. Cũng may Ngũ Khôi biết được liền chạy đi tìm. Hắn tìm thấy thiếu nãi nãi đang muốn tự tử ở trên vách đá. Nhờ Ngũ Khôi khuyên bảo, thiếu nãi nãi đã về nhà mẹ đẻ. Ai biết cha cô đã sớm bị Liễu lão thái thái mua chuộc. Cô vừa về nhà đã bị cha mình đưa về Liễu gia. Cả đời này cô cũng không thể trốn thoát khỏi Liễu gia. Tối đó, Ngũ Khôi đến phòng thiếu nãi nãi, khuyên cô nên nghĩ thoáng hơn, không thể đi tìm chết nữa. Nói xong, hắn đang chuẩn bị về phòng mình,
Ai biết thiếu nãi nãi đột nhiên bật khóc. Ngũ Khâu không biết làm sao, vội tiến lên an ủi. Thiếu nãi nãi liền ôm chặt lấy cậu ta. Ngũ Khâu là người duy nhất còn quan tâm cô ấy. Thiếu nãi nãi tình nguyện đem tất cả giao hết cho người đàn ông này. Cùng với khối gỗ bị vứt ra khỏi giường, thiếu nãi nãi cũng như biến thành một người khác. Cô không còn muốn tìm cách trốn thoát, mà muốn cũng Ngũ Khâu trải qua cả đời như thế. Thế nhưng Ngũ Khâu rốt cuộc chỉ là hạ nhân. Cậu sợ chuyện mình và thiếu nãi nãi bị bại lộ, càng ngày lo sợ không yên. Thiếu nãi nãi đối xử với cậu càng thân mật, cậu ta càng thấy bất an. Mà chuyện của hai người họ tự nhiên sẽ không qua được mắt những hạ nhân khác. Liễu lão thái thái thường khuyên cô, nữ nhân sống trên đời quan trọng nhất là phải để lại một danh tiết tốt, mất cái gì cũng không thể mất danh tiết. Những lời này như một cái tát mạnh mẽ đánh lên mặt cô, khiến thiếu nãi nãi cảm thấy xấu hổ. Trong cơn tức giận, cô lần nữa muốn bỏ nhà ra đi, không ngờ lần này còn chưa ra khỏi cửa đã bị hạ nhân ngăn lại. Lúc này do áp lực ở Liễu gia quá lớn, Ngũ Khôi không thể nhẫn nhịn tiếp nữa. Đêm đến, cậu thu dọn đồ đạc quyết định rời khỏi nơi này, nhưng vào lúc đó thiếu nãi nãi lại chạy ra ngăn cậu lại, lấy cái chết để ép Ngũ Khâu đưa mình đi cùng. Cô không muốn cả ngày đều sống với một khối gỗ nữa. Ngũ Khâu mềm lòng chỉ có thể đáp ứng cô ấy. Nhưng vào lúc đó, ước tình của hai người bị Liễu lão thái thái phát hiện. Bà ta cho hạ nhân đánh Ngũ Khâu một trận, đuổi ra khỏi Liễu gia. Tiếp đó trói thiếu nãi nãi lại, áp giải đến trước mặt tộc trưởng, tiếp nhận thẩm án. Cuối cùng, thiếu nãi nãi bị cắt đứt gân chân, bị phạt mãi mãi thủ bên cạnh người gỗ. Liễu lão thái thái không hiểu nổi, danh tiết chính là mạng của nữ nhân, mình đã thủ tiết hơn 20 năm. Tại sao cô ta còn chưa một năm đã không chịu nổi? Một năm trôi qua, một hôm, từ trên dốc đột nhiên xông đến một đám thổ phỉ. Tuấn mã của họ giết đến Liễu gia. Một đám thổ phỉ xông vào đại môn. Bọn hạ nhân chưa kịp hoàn hồn đã phát hiện. Người dẫn đầu lại là người đã bị đuổi ra khỏi nhà, Ngũ Khôi. Ngũ Khôi đi đến sương phòng, đã đổ cửa phòng. Chỉ thấy thiếu nãi nãi đã bị thương ở chân, đang bị trói bên cạnh người gỗ. Cậu liếc nhìn Liễu lão thái thái, lệnh người lấy một sợi dây treo lên xà nhà, để bà ta tự mình treo cổ. Nhìn thấy thiếu nãi nãi bị Ngũ Khôi đưa đi, lão thái thái tức giận mắng, tiện nhân. Sau đó, Ngũ Khâu thay quần áo cho thiếu nãi nãi, mặc giống y như lúc cô xuất giá đến đây. Có điều lần này, cô cuối cùng cũng thoát khỏi cái nhà lao Liễu gia này. Điều đang chờ đợi cô sau này, liệu sẽ là số mệnh như thế nào đây? Xã hội cũ đối với nữ nhân tồn tại rất nhiều định kiến. Người phụ nữ kiên trì thủ tiết mới có được địa vị gia đình nên có, thậm chí còn được phong là trung trinh liệt nữ. Nhưng cách gọi như thế, có thể nhìn ra là đã có sự mỉa mai trong đó. Phụ nữ không phải là vật phẩm đi kèm của đàn ông. Họ là một cá thể độc lập, họ có quyền được truy cầu bất cứ hướng đi nào thuộc về mình.